I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay em anh xin giới thiệu với mọi người một video mới quay vị trí là thuộc Huyền Kỳ, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội, với cái thông số nhà mà em anh muốn gửi tới cho quý khách hàng đây. Cái thông số nhà như sau: mặt tiền là 3,5m, hướng nhà là hướng đông nam và diện tích là 30m², xây dựng và thiết kế là 4 tầng mọi người nhá. Đây mọi người có thể nhìn sơ qua một chút về cái mặt tiền của ngôi nhà cũng như toàn bộ tổng thể cái bên ngoài của ngôi nhà cùng em nhá. Ngõ trước nhà đây mọi người ạ, khá là rộng, ngõ trước nhà khoảng tầm gần 3m. Em chỉ nói là ngõ trước nhà thôi, còn cái ngõ đoạn khoảng khác nó có nhỏ hơn một chút thì mọi người nếu có đến xem thực tế thì cũng thấy, cũng đừng trách em nhá, bởi vì em chỉ nói là ngõ trước nhà thôi. Và đây chính là cái phía mặt tiền của ngôi nhà đây mọi người này. Đó, mặt tiền của ngôi nhà thì là được thiết kế là hai lớp cửa, và cửa chính là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đồng thời ở bên hông của cái mặt tiền này nó có một cái cửa sổ mọi người nhá, đây này. Và căn nhà này có hướng là hướng đông nam, vị trí là thuộc đường Huyền Kỳ, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí căn nhà này mà đi ra các cái tiện ích xung quanh của khu vực, ví dụ như chợ, đường, phường, trạm, rất là tiện ích đầy đủ mọi người nhé. Từ vị trí căn nhà mà đi ra phố xóm Hà Đông, cũng như là đi ra trường Đại học Đại Nam là mọi người có thể biết rồi, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật mọi người cũng có thể biết rồi. Và từ vị trí căn nhà này đi ra tới bến xe Yên Nghĩa cũng rất là gần, mọi người cũng có thể biết rồi. Và nói chung lại là cái vị trí căn nhà này rất là gần những cái khu trung tâm mà mọi người có thể tham khảo. Thì em Ánh xin giới thiệu chi tiết cái căn nhà và mọi người có thể đi theo em nhé. Đây chính là phía phòng khách của căn nhà mọi người nhé. Thì theo mọi người quan sát là hệ thống trần thạch cao đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Và đặc biệt ở cái căn nhà này thì phía phòng khách chủ đầu tư đã để chờ cái móc chờ để lắp quạt trần mọi người nha. Đây này. Đó. Cái màu sơn chủ đạo của cái tầng 1 phòng khách và phòng bếp của ngôi nhà là màu trắng mọi người nhá. Gạch ốp lát được thiết kế là gạch 50-50 vân màu vàng mọi người ạ. Với cái căn nhà này thì là cái cửa chính cũng như là cái cửa sổ phụ để mở ra lấy ánh sáng ở bên ngoài cũng như là không khí vào trong cái ngôi nhà này thì rất là thoáng. Em anh xin mời mọi người hướng vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà cùng em nhé. Đây chính là phía căn phòng bếp của ngôi nhà đây. Phòng bếp của ngôi nhà được thiết kế là bằng gỗ lim mọi người ạ. Toàn bộ hệ thống tủ bếp đều đã được lắp đầy đủ phụ kiện rồi. Phụ kiện bếp đầy đủ hết rồi mọi người nhá. Đây này. Và bồn rửa bát cũng như là chậu rửa cũng đều được hoàn thiện xong hết rồi. Mặt đá ốp bếp thì là được thiết kế là màu đen. Toàn bộ cái khu vực bếp là được ốp gạch rất là sạch mọi người nhá. Và đảm bảo cái tính thẩm mỹ cũng như là chống ẩm mốc. Ở tầng 1 của ngôi nhà thì có một nhà vệ sinh mà mọi người có thể nghía qua nhà vệ sinh cùng em. Nhà vệ sinh của ngôi nhà thì đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và máy bơm nước lên trên tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà thì đã được lắp một cái bồn nước một khối rồi mọi người nhé. Toàn bộ tay vịn cầu thang đây mọi người ạ, được làm bằng gỗ lim Nam Phi. Đấy. Mời mọi người tiếp theo
hướng theo em ánh lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà, xem là cái với cái diện tích 30m mà thiết kế 4 tầng thì cái căn nhà này sẽ thiết kế như thế nào, có bao nhiêu phòng ngủ, bao nhiêu phòng vệ sinh mọi người nhá. Lên trên phía cầu thang một cái là mình có bắt gặp ngay nhà vệ sinh ở đây mọi người ạ. Đây chính là nhà vệ sinh phía tầng 2, rất là rộng và được ốp gạch đầy đủ lên tới 2/3 trần mọi người nhé. Đầy đủ về hệ thống bồn cầu, lavabo cũng như là sen tắm. Đó, ống chờ sẵn để lắp bình nóng lạnh cũng đầy đủ hết rồi mọi người ạ. Và cửa nhà vệ sinh thì là cửa nhôm kính mọi người nhé. Đây này. Mời mọi người hướng vào phía căn phòng ngủ của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phía căn phòng ngủ đây mọi người ơi, rất là rộng. Cái căn phòng ngủ này nó phải rơi vào tầm 20m thôi mọi người ạ. 20m đấy, rất là rộng nha. Có hai cửa sổ hướng ra phía bên ngoài và toàn bộ cửa sổ thì đều là được thiết kế hai lớp. Lớp ngoài là nhôm, cửa nhôm kính và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Đồng thời là có ống chờ, dây chờ và áp điều hòa. Trên tầng 2 thì là được thiết kế trần thạch cao theo kiểu giật cấp, rất là đẹp. Đồng thời là được lắp toàn bộ hệ thống đèn LED chiếu sáng của cái căn nhà này đều là tiết kiệm điện nha mọi người. Cái ngôi nhà này thì mọi người cái hiện trạng cho tính tới đến thời điểm bây giờ thì mọi người chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Rất là hợp lý với cái giá là 1,7 tỷ đồng và toàn bộ cái công tơ điện, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ hết rồi mọi người nhá. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Cái cửa thông phòng của ngôi nhà, toàn bộ cửa thông phòng đều làm bằng cửa gỗ mọi người ạ. Đây. Toàn bộ cửa thông phòng đều làm bằng cửa gỗ. Tiếp theo em ánh xin mời mọi người lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Như vậy thì là chúng ta đã có một phòng ngủ rồi. Lên trên tới tầng 3 của ngôi nhà xem là thiết kế như thế nào. Toàn bộ cái hệ thống tay vịn đây mọi người này. Cầu thang thì đi không hề bị dốc. Tầng 3 của ngôi nhà thì nhà vệ sinh của tầng 3 được thiết kế tương tự như tầng 2. Đầy đủ bồn cầu, lavabo, sen tắm, gương cũng như là vòi chờ, vòi rửa, vòi xịt. Đầy đủ hết rồi, có đầy đủ ống chờ, bình nóng lạnh rồi mọi người nhé. Trên tầng 3 cũng được thiết kế một phòng ngủ tương tự như là tầng 2. Đấy, như mọi người quan sát thì cái căn phòng này tương tự y như tầng 2. Về cái diện tích phòng cũng như là trần thạch cao cũng như là cửa thông phòng thì y nhau với cái căn phòng ngủ này thì rất là rộng. Bởi vì mỗi một tầng của căn nhà chỉ chia có một phòng ngủ thôi, cho nên là rất là rộng. Gạch ốp lát thì là được thiết kế là gạch 50-50. Toàn bộ cái ngôi nhà này thì gạch từ tầng 1 cho tới lên trên tầng 3 hiện tại là giống y nhau mọi người ạ. Chủ đầu tư không thay đổi một chút gì về cái màu gạch cả. Như mọi người quan sát một số cái video khác của em Ánh thì có một số cái nhà ấy thì là tầng 2 là một màu, tầng 1 là một màu, tầng 3 là một màu. Nhưng mà ở cái vị trí căn nhà này thì chủ đầu tư thiết kế duy nhất là một kiểu thôi. Mời mọi người hướng lên trên cái phía tầng cuối cùng cùng em nhé. Xem là cái tầng cuối cùng này thiết kế như thế nào. Đây chính là cái phần giếng trời để lấy khu vực ánh sáng cho toàn bộ cầu thang. Cái khu cầu thang của ngôi nhà nào gần như đều có giếng trời mọi người ạ. Để lấy đầy đủ cái ánh sáng vào phía cầu thang khi không bật điện mọi người nhé. Đây chính là phía để máy giặt, sàn thoát nước. Mọi người có thể giặt giũ ở đây cũng được. Đây sàn thoát nước đây.
và phần để máy giặt đây. Cái khung phần để máy giặt này là được ốp gạch 30-30 chống trơn trượt mọi người nhé. Để em ánh xem ở đây thiết kế như thế nào nữa nhé. Đây chính là phía phòng thờ của ngôi nhà mọi người ạ. Đây chính là phía phòng thờ của ngôi nhà. Thì chủ đầu tư có để chờ một cái ô cửa về sau này chủ nhà tùy ý sử dụng. Một là có thể lắp một cái vách gỗ, hai là có thể lắp rèm, ba là có thể lắp cửa tùy cái mục đích công năng sử dụng mọi người nha. Và phần cuối cùng của ngôi nhà, theo mọi người dự đoán là đến cái phần video này thì mọi người đoán với em đây là phòng gì nhỉ? Đây chính là phòng sân phơi mọi người ạ. Theo em là như thế, còn về mọi người muốn áp dụng nó như thế nào thì đấy là việc của mọi người nhá. Nhưng đây thì theo em thì cái ngôi nhà này đây chính là phần sân phơi, bởi vì là có cửa sổ, mọi người có phơi quần áo mở cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là vô tư, ok. Và đặc biệt là cái phần này thì mọi người có thể lắp một cái dàn phơi, bộ dàn phơi thông minh ở trong cái ngôi nhà này, vừa tiết kiệm cái diện tích sử dụng cũng như là cái hợp lý hóa cái việc phơi phóng của mình đi, nó rất là tiện. Thì như cũng như những cái video trước thôi, em đã chia sẻ và review cũng như là nói rất là chi tiết tới mọi người về từng cái vị trí căn nhà, từng cái thông số nhà và đặc biệt căn nhà này. Thì là em xin nhắc lại nhá, giá chào bán chỉ có 1,7 tỷ đồng thôi, sổ đỏ đã đầy đủ hết rồi, bên chủ đầu tư sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho mình, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Nếu như quý khách hàng yêu quý của em muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa thì nhấc máy lên và gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983013403 hoặc 0888041444 em Ánh. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì bấm vào phần like để có thể ủng hộ em, và nhớ là ấn vào nút chuông đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những cái video bất động sản tiếp theo của em Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.